uống cái này uống cho đang tóc. Đây này là trái dứa gai. Uống đang tóc. Chuyên trị tiểu đường, thận, thận, gan và giải nhiệt. Cách dùng đối với bệnh tiểu đường: rửa sạch đổ 10 phân nước nấu, còn lại 3 phân để nguội uống. Đối với bệnh thận, gan, nấu bình thường thay nước nấu uống hàng ngày. Hay quá à. Cái này dễ uống lắm, nấu ra nó còn. Thấy cái mùi thơm không anh? Nó dễ uống lắm. Mình nóng ở trong người, thời tiết là nóng rồi uống này. Xanh mật hoa, ấu xà, tử ô. Mỏ quả, cái này cũng chưa thấy bao giờ hết trơn. Để ngâm rượu. Để trị nhức mỏi anh. Nấu nước hoặc là dạ.